Xin chào anh Trương Cao Nguyên. Anh cảm ơn anh đã theo dõi cái buổi livestream của Thủ Hoàng Mai Nhi trong buổi chiều hôm nay. Không biết là anh đã like và share chưa nhỉ? Trên không chat thì Linh Trang đang làm điên đảo của anh em rồi. Với những cái câu chat nó mang tính bạo lực. Nghe thoáng qua nào là dập, nào là đâm, rồi nào là thúc, rồi nào là đẩy. Toàn những động từ mà làm anh em chúng ta liên tưởng đến những cái bộ môn nghệ thuật nó đem lại sự khoái cảm cao. Anh chưa có nguyên ở like thôi à? Asia đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Vâng, quân đang khá ổn đến cho bên mình. Như vậy, Per Egip và AC Baby cần thôi. Hy vọng là bài Per đối phương không đột biến. Bell là người cầm Persian và BB là người cầm Egip. Không biết anh em thì đánh giá giữa BB và Bell thì ai cầm Per nó sẽ là nguy hiểm hơn. Cái việc mà Bell cầm Per rõ ràng là cái sát thương của Bell nó cũng giảm đi phần nào, nhưng mà lại rơi Egypt rơi vào tay BB. Nếu như BB khỏe nguyên thì cũng lại là một trận với BB sâu bò. Và anh Trương Cao Nguyên dường như là trốn vợ ở nhà xem chế hay sao nhỉ? Hay là lừa vợ anh đi làm xong rồi ra quán ngồi xem chế. Anh chia sẻ vợ nó biết là không đi làm. Câu bình luận mà đem lại rất nhiều tiếng cười cho những người đọc và hiểu. Cái gì của Hoàng Minh đang hơi trống về rừng, nhưng mà vẫn đang có một vài câu về rồi. Tạm thời thời điểm đầu tiên nó sẽ không chậm dần. Đến mày mày cam quýt bắt đầu có những con voi. Cả hai bài bên mình đều là hai bài mà dường như hô đầu là xấu thì phải hoặc là xa. Thậm chí nó còn vừa xấu vừa xa nữa thì nhục. Đây là như vậy, thấy thêm một đôi voi đang ở giữa hai nhà. Cảm giác thì đường đi về nhà game thủ Hoàng Mai Nhi nó đang gần hơn, ngay giữa bóng hai nhà chính luôn. Vâng, cái việc mà đi về nhà Hoàng Mai Nhi thì nó sẽ ổn hơn và gần hơn. Thấy thêm bầy hươu cho game thủ Cam Quýt, nhiều khả năng đây sẽ là bầy hươu đầu. Một chiếc BS và sẽ bắt một tài theo tay để đá những con hươu này về với chiếc BS đầu này này. Không biết là Quýt đã thấy thêm đồ gì chưa nhỉ? Cái việc mà Quýt nhường đôi voi vừa rồi thì nhiều khả năng Quýt cũng bắt đầu có những sự toan tính riêng cho mình rồi. Đóng thêm BE. Vâng, trường Paris à, bây giờ tán gái mà kiểu còn mua trà sữa ấy, quả thực là trường Paris nên về tán các cháu khoảng tầm 2003, 2005 đi. Rồi em Trang em mới lớn rồi, trà sữa nó không mang ý nghĩa nhiều đâu. Trang không thích vòng vo nhiều đâu, đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Đặt số phòng và nhắn tin inbox qua, qua tâm sự hay gì đấy, có lẽ là sẽ hợp lý hơn nhiều so với cái mặt trường dành những ly trà sữa. Cảm giác cũng chỉ dành cho các bé 2K5, 2K3 thôi. Anh em cảm thấy em nói như thế có chuẩn không nhỉ? Bằng Linh Trang. Bài Cam Quýt ăn cho mình một quả và hai bãi quả, lực là sẽ là rất khỏe cho Cam Quýt tơn này. Bên này Hoàng Mai Nhi 26 nông dân và một bài AC mà quả thực những cánh rừng nó siêu mỏng cánh, siêu mỏng cánh thôi, còn cái việc mà siêu thầm hay không thì chúng ta vẫn chưa biết.
BB Bày hưu vẫn đang được rất nắn nót đá về những chính cho cái thủ Hoàng Mai Nhi. Tiết kiệm được 120 gỗ. Đối phương đó là 17 và 18%. Persian của Bell là bài đánh 25 nông dân. Cái việc mà Persian đánh 25 nông dân nhiều khả năng là bài Per ăn quả. Bài Per ăn quả thì nó thực sự nó không quá phũ vàng đâu. Chỉ sợ một bài mà Persian đánh khoảng tầm 22 nông dân đi. Và giờ siêu siêu ít. Đấy là bài Per phũ vàng. Còn Per đánh 25 nông dân thì sẽ là một bài Per mà ăn quả để lên đời. 26-28 kích đời. Vẫn ổn nên cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Ở bên này thì Cam Quýt bắt đầu cắt dần đầu vàng và xuất giò. Con giò thì đang chín rồi. Nâng luôn cái giáp trước rất chuẩn bài. Và con giò đi công thì nâng giáp. Và con giò thủ thì nâng công. Đấy là cái câu kinh nghiệm truyền miệng của anh em đánh chế lâu năm. Cặp màu 4 bãi quả của Bell và dường như Bell Persian ăn bãi quả này thì bao giờ mới lên được đời đây nhá. Vẫn chưa biết gì đến từ Bell hay chăng. Một tên Bell đang có ý định lừa vào để mà vẩy e bắt. Thôi ăn con ngoài thôi cũng được. Tạm thời cho Bell sống sót chỗ kia. Và đi tìm các đơn vị ăn hoang mới như vậy. Con giò của Cam Quýt đã là full option. Tên này sẽ là hai nông dân. Tiếp theo của Bell nằm xuống rồi 3 nông dân. Vâng, Bell họ quyết định hy sinh ba. Vẫn chưa biết gì đến từ Bell thì phải. Không biết là Bell có ngủ bên trên không nhá. Không như vậy một tên không. Từ chừng một tên mà Bell lừa Quýt vào. Mà chuẩn ra thì Bell vẫn đang ngủ. Vâng, Quýt đang có những cái lời động viên game thủ Hoàng Mai Nhi. Cảm giác nghe rất ấm áp và ngọt ngào. Vâng, anh có cần gì không? Có thiếu gì không? Em bơm cho anh 200 thực nhé. Vẫn cảm giác đánh nghe những cái lời đấy từ những người đồng đội của mình quả thực nó rất yên tâm. Ăn thêm bảy hưu nữa, một bài đánh ăn hoang mà có anh sẽ dành cho Cam Quýt. Con tê của ba đang bán kìa anh. Lạc đà của Bell cũng bắt đầu có rồi. Ba mươi trên 36 và Quýt vẫn đang thi đấu rất mãnh liệt. Dọc dò chết ra Persian và toàn bộ lạc đà kéo thẳng sang nhà BB. Và BB vẫn chưa có bánh xe từ này. Vẫn chưa thấy đối phương Quýt nhỉ. Dân dân gỗ Quýt đang là rất nhiều. Có lẽ Quýt sẽ cắt dân gỗ ra và làm những cái thao tác hành động khác thôi. 29-40. Quan trọng là vẫn đang đi ăn hoàng được. Và có giữ cho mình bãi vàng. Đang đốt nhà BA đến từ BB từ này. Vẫn chưa có hỗ trợ dành cho BB. Nhiều khả năng mình là BB tên này cũng không dám sóc á. Sóc ra lạc đà đứng cạnh ngay đấy nó phay cho thì cũng bất lực. Bài BB đang sóc với 2 BA đều. Vâng, BB sóc 2 BA cực kỳ đều. 29-40 bên này Hoàng mình còn khỏe không nhỉ? Có lẽ là vẫn khỏe thôi. Bài mà đánh gom cung. Lượng gỗ đang là cực kỳ nhiều. Quan trọng là giữ tham cái đã. Bây giờ bung ra thôi. Bây giờ Persia cũng bắt đầu chết những đơn vị ăn hoang rồi. Một mình Quýt đang cân hài đến nơi điểm 17 phút trong game. Chọc giò chết nhà Persia. Toàn bộ lạc đà đẩy chéo sang nhà BB à, không như vậy đẩy sang nhà BB chứ không phải là chéo. Khi mà chuẩn ra thì BB là người cùng cánh với Quýt. BB thì vẫn đã có một số lượng cung khá khá thôi. Còn dân thì BB không nhiều. Liên tục là con ông dân của BB phải sách trọt lên và di chuyển. Bắt được một tên dân nữa đến từ Persian thì phải. Và anh máy Hoàng Mai Nhi. Chuẩn rồi. Như vậy Persian chết con. Như vậy Persian chính thức là fit dân rồi đấy. Fit dân và fit luôn những con lạc đà này. Những con lạc đà cuối cùng của Bell.
không cần thiết phải lên giáp, thậm chí là Hoàng Minh hoàn toàn có thể lên cho mình cái chặt gỗ ai cũng được cho khỏe. Và để tránh dây dưa về sau thì ốp luôn cũng được. Khi vào thời điểm Egypt vẫn chưa lên đầu máu thì Asian là vượt trội hơn. Quýt đang phay rất nhiều rồi. Chờ Hoàng Minh dứt điểm trận đấu thôi. Và lượng gỗ đang là cực kỳ nhiều và cam quýt quyết định đó là đóng cho mình chiếc banner. Ăn bầy hươu cũng như sau đấy ra những chiếc chuộng ấm. 1P Hoàng Mai Nhi tạm lại 49/68 và tên này. Tên mà đối phương BB đang có những tên đứng dốc, nhưng mình nghĩ lượng cung của Hoàng Mai Nhi là đông hơn. Và khi mà chơi lên đầu máu thì Asia nó vẫn có lợi thế hơn trước Egypt. Và đã là chặt gỗ hai cho Hoàng Mai Nhi rồi. Đánh rất chủ động này cho ông thủ bách. Rừng hơi sâu. Bell thì có lẽ đây là những con đạp cuối cùng của Bell thôi. Khi mà dân ăn hoàng đã chết cực kỳ nhiều. Ăn thêm một chiếc BF cạnh nhà BA để dễ bảo kê hơn. Với việc màn gỗ cạnh nhà BA như này thì những con lạc đà của Bell sẽ phê. Ra đốt nhà L nó đi cũng được anh. Bell tầm này chỉ loang quăng vài con dân đi ăn hoàng và sóc những con lạc đà cách giòn chén thôi. Khung chat thì cảm giác anh em đang bàn rất nhiều về những kinh nghiệm đấu võ thì phải. Là hắn đẩy dê bò, tiên ông trồng củ cải các thứ, bác cày qua núi, những thế võ mà Linh Trang đang phổ cập cho anh em. 60/64 cái việc mà ăn thêm một chiếc EBS ở cạnh nhà BA như này thì lượng gỗ Hoàng như sau này sẽ ổn thôi. Bài của BB là bài mà không quá đẹp về rừng. Rừng của BB cũng rất xấu và quýt rồi. Bằng rất nhàn. Bằng quýt thì đấu đúng bằng con giò. Quýt trận này thì đấu đúng bằng con giò đối với Bell thôi. Hệ của Bell thì quýt chỉ thi đấu đúng bằng con giò. Toàn bộ lạc đà sinh ra thì đẩy thẳng sang nhà BB. Một con giò của cam quýt chọc là cực kỳ hiệu quả. Do công 7 của Gam Quýt